Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Ông Long là nguồn cơn của mọi bi kịch. Là người thắt nút thì ông phải là người mở nút. Từ cõi chết trở về, ông mới nhận ra ai tốt ai xấu. Ông biết mình cần phải đối diện với sự thật, cần phải thay đổi. Ngài chủ tịch đã không còn là kẻ độc tài, máu lạnh. Ông hạ cái tôi của mình, tìm tới xin lỗi bà Nhung, xin lỗi Trang Duy, xin lỗi gia đình bà Nga. Ông cũng khấu đầu trước mộ phần của ông Mậu. Ông còn ngỏ ý đền bù cho gia đình bà Nga để bà sống sung sướng trong phần đời còn lại. Một lần nữa bà Nga béo phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn giữa công bằng cho chồng và hạnh phúc cho Trang Duy. Bà sẽ chọn bên nào? Bà sẽ phải đối xử với ông Long ra sao? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Mọi việc sáng tỏ, Vân Trang chết lặng khi biết được chính bố của Duy là người đã gây tai nạn cho bố Mộng. Bảo sao ông Long nhất quyết phản đối mối hôn sự của hai con. Cứ ngỡ vì Trang là con gái của bà Kim Nhung, ai ngờ sự thật đằng sau còn kinh hoàng hơn như thế. Ngẫm lại tất cả mọi bi kịch của cuộc đời Vân Trang đều do ông Long mà ra. Chính ông khiến cô trở thành đứa trẻ có mẹ mà như không. May mắn được gia đình bà Nga đem về chăm sóc, yêu thương như ruột thịt. Nhưng một lần nữa, ông lại cướp đi bố Mộng, khiến mẹ con bà Nga phải nương tựa vào nhau và sống. Bà Nga vừa làm cha vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi các con lên người. Giờ đây khán giả lo sợ rằng nếu biết sự thật ông Long là hung thủ giết người, khi Trang Duy có nguy cơ đường ai nấy đi, thế chẳng phải bao công sức khán giả đẩy thuyền cho cặp trai tài gái sắc sẽ đổ sông đổ biển. Trang Duy dù có yêu nhau nhiều như thế nào cũng khó mà tới được với nhau, nhất là ông Long là người độc đoán chuyên quyền, luôn dùng tiền, dùng quyền để giải quyết mọi việc. Ông khó mà chịu nhún nhường, nhận mình có lỗi, trong khi mọi việc đã được giải quyết sạch sẽ từ lâu. Thế nhưng trên trang cá nhân của diễn viên Đình Tú bất ngờ đăng đàn. Nắm lấy tay anh, cùng hình ảnh Trang Duy dạng người trong bộ đồ cô dâu chú rể. Nếu điều này xảy ra thì chỉ có một khả năng. Ông Long đã biết ăn năn hối cải, đã nhận ra sai lầm của mình. Ông tìm tới thắp cho ông Mậu nén nhang, xin lỗi bà Nga, bà Nhung, hóa giải mọi ân oán hận thù. Khi thoi thóp chờ chết trên giường bệnh, ông Long mới có cơ hội sống chậm lại, nhìn về đời và nghĩ về đời. Về mình có nằm mơ, ông cũng không ngờ được, những kẻ mở miệng ra là tâng bốc, nịnh nọt, những kẻ là kẻ đâm sau lưng ông. Chính ông Sang và Nhật Mai đã bắt tay nhau, chuẩn bị kỹ lưỡng để dồn ông vào chỗ chết, độc chiếm hoàng kim cho con trai của họ. May mắn ông trời vẫn còn có mắt, không để đôi gian phu dâm phụ đạt được ý đồ. Ông cũng hiểu, chẳng qua nợ hồng trần của ông chưa tận. Ông cần phải giải quyết tất cả những mâu thuẫn, ân oán mới có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Ngẫm lại Nhật Mai trở nên máu lạnh, bất chấp thủ đoạn như vậy, cũng vì ông bất nhân bất nghĩa với cô trước. Chính ông là người đã khiến vị hôn thê của cô phải nhận tội thay, rồi chết tức tưởi ở trong tù. Ân oán giữa ông và Nhật Mai coi như có vay có trả. Niệm tình họ từng là vợ chồng, ông tha mạng cho Nhật Mai, nhưng mẹ con cô không được bén mảng tới nhà họ Hoàng, không nhận được một đồng từ ông. Quyết định này coi như đã giơ cao đánh khẽ với mẹ con Nhật Mai. Với ông Sang, ông cũng khiến kẻ yêu tiền yêu quyền kia bị trắng tay, đồng thời không thể ngóc đầu lên được trong chốn thương trường. Một kẻ ăn sung mặc sướng như ông Sang giờ trở nên nghèo khó, cô độc, coi như là cái giá tích đáng mà ông phải nhận. Rồi ông nghĩ tới Hoàng Duy, ông cảm thấy mình không đáng mặt làm bố. Chính đứa con mà ông từ mặt lại luôn ở bên ông khi ông khốn khó nhất, là người tha thiết mong ông được sống. Năm xưa, sau khi mẹ Duy đột ngột qua đời, thay vì yêu thương chăm sóc cho Duy, ông Long lại tìm người sinh cho ông một cậu con trai khác bụ bẫm hơn và khỏe mạnh hơn để ông bồi dưỡng từ trong trứng nước sau này nối nghiệp cho ông. Thế nên Nhật Mai mới có cơ hội bước chân vào gia đình họ Hoàng, thực hiện kế hoạch báo thù. Ông cảm thấy xấu hổ với Trang Duy. Thôi thì oan có đầu, nợ có chủ. Giờ là lúc ông đối diện với mọi việc. Giờ là lúc ông phải hạ cái tôi của mình xuống giải quyết dứt khoát mọi việc. Ông tìm bà Nhung, cúi đầu xin lỗi bà. Đúng là 30 năm qua, bà Nhung luôn tìm cách khiến ông thân bại danh liệt. Giờ tìm được con gái, bà cảm thấy mãn nguyện rồi. Bà chẳng muốn hơn thua, chẳng muốn đấu đá. Chỉ cần ông Long mở lời, bà cũng mở lòng. Bà cũng hiểu đây là cách duy nhất
bà có thể vun vén cho hạnh phúc của Trang Duy, hai đứa con mà bà yêu thương hơn mạng sống của mình. Cửa ải khó khăn nhất là tới nhà bà Nga thú nhận tội lỗi năm đó, khi gia đình bà biết người gây tai nạn cho ông Mậu chính là ông Long, bố của Hoàng Duy. Tất cả sốc nặng, tại sao cuộc đời này lại oan nghiệt như vậy? Để họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu khi ông Long đang là bố chồng tương lai của Trang. Bà Nga chỉ biết đứng trước bài vị của chồng khóc nức nở. Anh ơi, em phải làm sao đây? Vân Trang có lẽ là người khó xử nhất. Cô nhìn mẹ Nga như vậy, cô hiểu rằng mình cần phải buông tay Hoàng Duy. Cô nhẹ nhàng xa vào lòng mẹ Nga. Mẹ, một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bị người thân ruồng rẫy. Bố mẹ chính là người tái sinh ra con. Mẹ không cần phải vì con mà bận tâm. Con và Duy sẽ đường ai nấy đi, nên mẹ hãy đòi lại công bằng cho bố. Những lời này của Vân Trang càng khiến bà đau lòng hơn. Vân Trang là cô bé từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh, nhưng Trang nỗ lực hơn người để có được như ngày hôm nay. Dù Trang không phải do bà sinh ra, nhưng bà còn xem cô hơn cả khúc ruột của mình. Xét cho cùng, Trang và Duy không hề có lỗi, cả hai sinh ra là dành cho nhau. Không thể vì chuyện xảy ra trong quá khứ, vì chuyện của người lớn mà con trẻ phải chịu hậu quả. Những ngày đó, ông Long cũng thường xuyên lui tới, chỉ mong bà tha thứ cho mình. Và rồi bà Nga Béo có một quyết định khó khăn. Bà chấp nhận bỏ qua cho ông Long. Cả một đời ngài chủ tịch hô mưa gọi gió, luôn bắt người khác phải phục tùng, luôn dùng tiền để làm thước đo sức mạnh của lòng người. Ông cảm thấy mình thật tầm thường. Ông tìm tới phần mộ của ông Mậu ngồi lặng hàng giờ. Ông tỏ ngỏ ý bồi thường cho gia đình bà Nga một khoản tiền lớn, nhưng bà nhất quyết từ chối. Một người giàu nhưng cô độc như ông Long, sao mới hiểu thế nào là tình thân? Đâu phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Bà chấp nhận tha thứ cho ông Long, chẳng qua đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Bà nghĩ tới hạnh phúc của Trang Duy. Nơi chín suối, có lẽ ông Mậu cũng ủng hộ quyết định của bà. Từ cõi chết trở về, ông hiểu mình cần phải thay đổi, sống một cuộc đời mới, sống có ích hơn. Ông dùng số tiền đó trao tặng lại trại trẻ mồ côi nơi Vân Trang đã từng sinh sống. Ông tác thành cho Trang Duy, đồng thời rửa tay gác kiếm, giao toàn bộ hoàng kim lại cho hai con quản lý. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, giờ là lúc mọi người sống trong hiện tại, cho tương lai, để sau này nhìn lại họ cảm thấy mình đã không sống phí hoài cả một thời. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để